chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiện Pin TV. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay chợ Than Uyên, sẽ mời các bạn theo chân mình đi khám phá chợ Than Uyên là xem bà con nhân dân mình sắm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần như thế nào nhé các bạn nhé. Gian hàng này rất là nhiều đồ các bạn nhé. Toàn các mặt hàng rất là đẹp thôi các bạn ạ. Đây đồ trang sức thì cũng rất là nhiều các bạn ạ. Cũng rất là lâu rồi mình không vào khám phá chợ Than Uyên. Thực sự là vào chợ Than Uyên rất là nhiều các mặt hàng các bạn ạ. Mặt hàng rất là đẹp. Bên này là gian hàng bán quần áo các bạn nhé. Đây mọi người sắm quần áo rất là đông. Các gian hàng ở đây được quy hoạch rất là đẹp các bạn ạ. Và chợ Than Uyên rất là nhiều mặt hàng phong phú các bạn nhé. Đây rất nhiều mặt hàng. Việc gì việc cơ, quay đó. Đi con, ra đây. Lô. Thế rồi. Trong chợ này cũng có gian hàng bán toàn váy áo của đồng bào người Mông nha các bạn nhé. Đây các trang phục rất là đẹp. Coi và giới thiệu với em nhá. Vâng. Bà chủ quán đây. Áo váy rất là đẹp. Bên này là gian hàng của đồng bào người Mông các bạn nhé. Các trang phục thì rất là đẹp. Trong này là các gian hàng bán quần áo nhé các bạn nhé. Quần áo Tết này rất là đông. Gian hàng bán quần áo các bạn ạ.
Bên này là gian hàng bán giày dép các bạn nhé. Thì anh bảo có cỡ 36. Chưa. Loại khác đi nhé. Này là các gian hàng bán bát đĩa này. Ôi. Truyền hình Việt Nam. Camera rồi, cam rồi đấy. Bài cái tên này. Vì thường trang biết ai với ai. Đây là chú Bành người đang mua hàng này. Có phải phóng có phỏng phỏng vấn không, để bác phỏng vấn thế nào? Dạ. Quần áo rất là nhiều các bạn nhé, rất là nhiều mặt hàng. Bà chủ quán đây à? Không ạ. Bà chủ quán bên kia. Đây, các cô gái rất là xinh đấy, sắm quần áo này. Bán được nhiều hàng cô ơi. Bình thường. Thank you.